cựu bí thư và cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa bị bắt giam vào ngày 19 tháng 10 để điều tra về tội nhận hối lộ, truyền thông Việt Nam đưa tin vào tối cùng ngày. Đây là diễn biến mới nhất trong vụ án về đấu thầu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai liên quan đến công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, người được cho là nhân vật quan trọng trong việc thúc đẩy và môi giới các hợp đồng vũ khí giữa Israel và Việt Nam trong thập niên qua, hiện đã bỏ trốn và đang bị truy nã. Ông Trần Đình Thành, cựu bí thư tỉnh ủy Đồng Nai và ông Đinh Quốc Thái, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai bị khởi tố tạm giam với cáo buộc nhận hối lộ trong vụ án liên quan đến đấu thầu của công ty AIC. Ông Thành giữ chức bí thư tỉnh ủy Đồng Nai từ năm 2004 đến năm 2015, trước đó ông từng là chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai, đại biểu Quốc hội khóa 11. Ông Thái làm chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai từ năm 2011 đến năm 2019. Trước đó ông từng trải qua các vị trí giám đốc nhà máy điện cơ Đồng Nai, phó giám đốc Sở Công nghiệp Đồng Nai, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai. Vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng tại bệnh viện đa khoa Đồng Nai được khởi tố vào ngày 29 tháng 4, cơ quan điều tra cáo buộc có nhiều sai phạm xảy ra trong thời gian lập dự án, hồ sơ đấu thầu 12 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế giai đoạn 2013-2015 tại bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai trong đó các cán bộ thuộc chủ đầu tư AIC cùng các đơn vị khác đã thông đồng nâng khống giá để AIC trúng 12 gói thầu với tổng giá trị 476,87 tỷ đồng gây thiệt hại cho nhà nước khoảng 152 tỷ đồng.